riêng hả? Giống mấy thằng bảo cũng có mấy thằng riêng. Riêng vậy cho đi xong nè. Hello, cả nhà có hay online chưa? Riêng hả? Hôm nay đang có một buổi chụp hình poster cho phim Lật Mặt 3. Đây Hà sẽ quay một chút cho mọi người xem quan cảnh ở đây nha. Ê, cả nhà online rồi nè. Đây ở xa xa là bạn Kiều Tuấn đang sửa trang phục cho bạn Song Luân. Các diễn viên của chúng ta thật là lo lắng chăm sóc cho nhau quá. Đây là anh Huy Khánh đang xỉa răng. Xỉa răng bằng nước suối của anh Jimmy Nguyễn. Xỉa răng bằng bao nước suối của anh Jimmy Nguyễn. Đây. Đây, đây là nước suối Lam Aqua của anh Jimmy Nguyễn. Nhờ nước suối của anh Jimmy Nguyễn mà diễn viên chúng ta đã có sức khỏe để chèo đều lội suối. Nước suối đều. Nước tăng lực. Sao cái chụp này á? Cái diễn cái ảnh nó quay nha. Hello bạn Nhân Nano. Trong đây là Nene đang làm tóc. Hello Nene. Do you want to say something with my fan? I'm now. Now we are shooting for Lặt Mặt poster. Nene rất là dễ thương phải không cả nhà? Để cho bạn Nene có một tí xíu mình đi ra ngoài này mình xem mấy anh đi. Rồi, để làm em bông luôn hai em. Làm nhiều quá em ơi. Thật ra là bữa nay là chụp poster phòng chơi, chụp poster cho nên là xung quanh đó là có rất là nhiều người chơi. Có là chim anh ơi, giữ hình ảnh anh ơi. Giữ hình ảnh nha. Lợi dụng cái buổi chụp hình phim của người ta chụp luôn nguyên cái album ra MV mới luôn. Công ty của ông Công Thắng kỳ quá. Giới thiệu album luôn đi. Đây, tại Song Luân đây sắp ra sản phẩm gì bạn Song Luân giới thiệu đi. Tháng 12 này Luân có ra một cái single mới, một cái dòng nhạc rất là mới và hiện đại. Nên là tiện thể nhờ ekip này chụp luôn cho mấy tấm. Song Luân là sẽ một cái ca khúc hát một cái ca khúc OST của Lật Mặt rất là hay. Khi nào mà ca khúc hoàn thành thì Hà sẽ post lên cho mọi người được nghe nha. Thôi giờ tôi phải tạm giá thế nào cho chuyên nghiệp nè, đẹp nè. Anh được chùm rồi, anh được chùm nữa. Hôm nay Kiều Tuấn nhìn như là sát ca ha cả nhà ha. Có ai thấy anh Kiều Tuấn sát ca không? Comment. Hello bạn Đa Hiểu. Xéo đầu. Hello bạn Khôi Nguyên. Anh Lý Hải không muốn nói gì không? Hello, xin chào cả nhà. Hồi sáng bữa nay đầu cổ tóc tai còn búa rùa. Hôm nay anh Hải không được làm đẹp cả nhà. Lại không được phép đẹp. Phim trước thì mình còn có được tham gia, còn phim này á không có được tham gia. Giờ xin chụp hình đẹp ké con không cho mình nữa. Đuổi ra liền rồi. Các diễn viên là coi như chăm chút nhau quá. Thương yêu nhau dễ sợ chưa? Đó. Chỉnh dài, chỉnh quần áo luôn. Chào Quang Nguyên. Sáng đẹp đẹp em ơi. Ca sĩ. Ôi. Giờ mới phát hiện ra là diễn viên đàn này ở ngoài là Song Luân là vừa làm ca sĩ vừa làm diễn viên, thì bây giờ có Kiều Tuấn là thêm đó là làm stylist luôn. Tuấn cũng muốn chia sẻ với mọi người đây là cái áo của Lý Hải nha. Đây là cái giày của Kiều Minh Tuấn nha. Đó, không có gì của Lý của Huy Khánh đó. Cái quần của Luân nha. Chết rồi. Anh Huy Khánh. Mấy bạn đang chụp cái nhà của mình. Anh Huy Khánh đang ở. Anh Huy Khánh đang ở sao mà vậy đó. Đồ của nhà của mình nó mới ghê. Anh chụp 3 tấm rồi. Khoan mấy bạn. Anh ơi hót bụng vô anh trai ơi. Đừng có làm nhà anh cái áo tôm cái bụng quá. Chưa cuối của chúng tôi. Đừng khó quá, điểm người. Thật ra thì sau phim Lật Mặt 3 thì các anh nhà ta chỉ mỗi người chỉ tăng nhẹ khoảng từ 5 đến 7 kg. Làm phim chăm sóc kỹ đó, về ai cũng lên cân hết. Bây giờ là mấy anh ai cũng đang ép cân và tập thể dục để lấy lại body. Nhưng mà vẫn còn đẹp lắm đúng không các bạn? Vẫn đẹp. Bạn thấy Hồng ơi, anh Hải bây giờ đây không có còn đi hát nữa, anh Hải chỉ tham gia các sự kiện lớn. Và anh Hải chuyển qua làm sản xuất và làm đạo diễn luôn từ 3 năm nay rồi. Chị chào em Thúy Công Cớn. Ly Nguyễn ơi, Lật Mặt 3 thì sẽ dự kiến sẽ phát hành vào ngày 18 tháng 5 năm 2018. Thì thường thì phim sẽ được chiếu trước khoảng từ 2 đến 3 ngày, cho nên là vào hy vọng các bạn sẽ đón chờ phim Lật Mặt 3 vào tháng 5 năm 2018 nha. Cái là vô chụp 4 người ha. Rồi chụp Noel đó hả? Được rồi. Cưng quá nhờ. Có chụp Noel không anh? Được một vé trở về tuổi thơ. Bây giờ lấy cái giúp cái này mình phải vô chụp với một bộ Tết và một bộ Noel. Này Noel đúng không? Đây cô gái xinh đẹp nhất đoàn phim đây đã xuất hiện đây. Hồi nãy các bạn nào là fan của Nene nè. Tướng chọn cái đi. Vui vẻ, mình nghĩ vui vẻ không phải có một cái thứ. Ok vậy cũng được này. À! I try to be happy, fun, not to be cool. Fun. Ôi, chưa gì mà chửi ta phẳng. Không đến quay tiếp. Cái động giống như là lại nói ăn bánh vậy. Anh cho mời mọi người bánh trả tiền mọi người. Đây bạn chụp hình là bạn Hugo để quay người chụp hình một xíu. Quay diễn viên không có cho các những cái người cũng không kém phần quan trọng trong ekip để làm đẹp cho các diễn viên. Chụp đây luôn hả? Người em hả? Tối đã sáng. Trước khi chụp em chụp đẹp đưa 4 người thiếu chụp anh á. Cái này vô luôn em để tôi giữ cho. Tối rồi. Ok rồi. Chào em anh Ngọc. Em vô giữa rồi, em hỏi như thế đứng đâu nữa, phải như đứng gần em, lúc nãy đi đứng ngoài bìa hết. Chị nè, đi đây em đứng ngoài, anh qua kia đứng với lại anh Tuấn này qua đó, đuổi luôn nè. Ủa tự nhiên cuối cùng anh đứng giữa với này nè. Thượng Đăng ơi, thì không có bé nhà Hà tham gia. Bây giờ mình rồi, ok. Ủa đây có gì đây? Ồ kẹp hả? Huy Nguyễn ơi, đúng rồi, đang chụp ở nhà chị. Hà Như ơi, năm sau tháng 5 năm 2018 nha. Trắng rồi lại vàng bông, được ơi. Hát tiếng Thái đi. Rồi. Bây giờ tạo dáng đi, tạo dáng cho dễ thương, đi quậy phá đi. Jock. Trời ơi, bộ. Jock. Joking. Kidding. Joking. Tạo dáng rương á. Tháo vách nghịch ngợm. Xíu. Mischievous. Quậy đại đi. Hấp vui à. Cho tiếng nhạc rồi cho nó vui. Ok rồi, mình vô không muốn chụp, tại vì chị không có phải là diễn viên trong phim, nên là muốn chụp cũng không được chụp. Hello Thanh Hùng, Ủa Phan Thanh có online sao? Sao chị không thấy Thanh đâu? Đây nè, đây là đạo cụ Noel nè, là của mấy đứa nhỏ nhà hàng, đóng quà Christmas của tụi nhỏ để khui ra trước để làm đạo cụ cho mấy anh mấy chú. Nay Trần ơi, chị đang đi. Còn cái nữa, còn cái đây. Các bé nhà chị đang đi học bài. Hà Như khen anh Song Luân đẹp trai quá nè. Đây để quay Song Luân. Song Luân ơi, nhiều bạn khen em đẹp trai quá. Hello. Hello mọi người. hay là cái này? Mọi người có thể chọn cho Luân được là Luân nên đeo cái này hay là cái này ta? Cho mọi người thấy là Song Luân hợp với cái nào hơn? Cái nào cũng khiêu hết rồi. Cái được không? Nè đeo gì? We do one, you can show another if you want. Song xin minh nợ anh Trường Giang thì có trong phần 1 của Lật Mặt. Còn phần 3 thì phần 2 và phần 3 là những hai cái kịch bản hoàn toàn khác với lại Lật Mặt 1, cho nên thì không có được chọn ra. Nhưng mà sắp tới biết đâu những cái dự án sắp tới thì có duyên thì lại hợp tác anh Trường Giang. Đang chào anh Kiều Tuấn các bạn. Nhìn anh Tuấn có mát không? Nhìn anh Tuấn có mát quá các bạn ha. Với lại mấy cái này nè cương lắm nè. Ê sao mà nông lấy cái này ra mình nấu bếp? Anh Hải lấy cái này ra chụp nè, cưng nè. Nấu bếp. Cái này nấu bếp là thấy cưng lắm Kiều Tuấn đang đòi chơi đồ hàng. Chơi đồ hàng đi. Chơi đồ hàng. Đem đồ hàng vô đi. Tháng 5 năm 2018 thì Lật Mặt 3 sẽ chiếu nha mọi người. Chụp đi, yêu cầu chụp liền. Đã chưa, ok đó. Ôi quá trời kìa, nhà đã trụ không, từ nãy giờ chụp chay không à. Đây nè, nhiều lắm. Đó. Trời ơi. Bạn An Lạc Kỳ hỏi chị sao không tham gia đóng phim chung với anh Minh Hải? Thôi chị ở nhà chăm con rồi em ơi. Đúng chưa? Cho nên là chị chỉ đứng sau thôi. Chị bận chăm con rồi cho nên không có thể nào làm diễn viên được. Lê Quang ơi, chắc chắn là sẽ có suất chiếu sớm thì dự kiến là ngày 18 tháng 5 chiếu thì chị nghĩ là khoảng chiếu sớm sẽ khoảng từ 3 đến 4 ngày. Có gì chị sẽ thông báo lên trên trang Lật Mặt và fanpage Lý Hải Minh Hà nha. Và các bạn cũng có thể lên website của mọi người nhớ ủng hộ cho Lật Mặt nha. Lật Mặt thì sắp tới là một cái bộ phim rất là ấn tượng nha. Sáng rồi tối quá, tự nhiên đưa cái mặt mình vô nó tối như màn hình luôn vậy đó. Tức kỳ vậy. Alo, mọi người hả? Nhớ ủng hộ Lật Mặt nha. Song Luân dễ thương quá ha các bạn, rất là dễ thương luôn, rất là cute. Trong trong nè, ba để đứng ngoài. Giúp tác cho đi nè. Trông như vậy đó. Chó lạ. Nói em lại ngồi cái ghế đó. Cậu sao? Đây. Ami Trang hỏi cả nhà ăn cơm chưa kìa, gỡ bà Hải lên leo lên nhà chơi tụi nhỏ. Sao không chuyển qua bách rau là cái này chụp luôn cho rồi đi. Ủa gì? Mình chuyển qua cái nhà này để đủ không? Anh Hải nó nhiều rồi. Không có đèn. Ủa rồi gót phòng cam mà. Em chui trong đây là luôn em lại em để ngồi đây nè. Đổ lầy đang tăng dần cả nhà. Mấy anh này mà gặp nhau thì chỉ đi từ lầy đến lầy thôi. Anh Hải đây nè, đó anh Hải đang ôm con gấu bông màu xanh đó cả nhà. Nè. Xe dịch nè. Đó anh Hải đang mặc quần sọt đó, quần sọt đang nói đó, có ai thấy chưa? Tùy Nguyễn hỏi là bốn bé đâu, có trả lời đó, bốn bé đang đi học, ba bé đang đi học còn đó, đang ngủ trưa. Đẹp á. Rồi, ok đi Nguyễn nha, chị quay hơi nhanh đi, chị sẽ chuyển chậm đó, chậm nè. Chậm đó. Quay cái kênh ra là hết giùm anh nha. Lấy hết luôn. Đó, anh ấy hại đó. Bạn từ từ nha. Hơi bị khó nha. Bạn anh lấy cái đến nơi thì đứng nè. Sẽ được chiêm ngưỡng một cái bộ hình rất là lầy lội của các diễn viên Lật Mặt. Vậy đứng nơi đúng không? Dễ không? Nhưng mà em cao anh đọc khung không? Cao anh đọc khung á. Thôi nãy giờ coi thì các bạn cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi thì hẹn chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ nha.